Tết dương lịch, bốn con giáp này và sự như ý, đón lộc đầu năm, may mắn hết phần thiên hạ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của năm 2020 và chẳng bao lâu nữa năm Tân Sửu 2021 sẽ chính thức bắt đầu. Đứng trước thềm năm mới, có rất nhiều con giáp đang băn khoăn rằng liệu vận mệnh tương lai của mình sẽ ra sao, liệu rằng mình có được giàu sang, sung túc hay sẽ vướng phải những vận xui, điềm rủi, tai họa triền miên. Trong năm mới thì ai ai cũng mong muốn những điều may mắn, tốt đẹp và bình an sẽ đến với gia đình của mình. Trong năm Tân Sửu 2021 này, tử vi dự báo có một số con giáp sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Bên cạnh đó, có một số con giáp ngay từ những ngày đầu năm đã nhận được may mắn, sự giúp đỡ của thần tài và quý nhân. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ tới quý vị và anh chị về vận mệnh của bốn con giáp trong những ngày đầu năm 2021. Bốn con giáp này sẽ nhận được lộc trời ban, may mắn từ công danh, sự nghiệp cho đến tình duyên đều viên mãn. Về vận mệnh của bốn con giáp này sẽ ra sao, có gì đặc biệt? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tuổi Tý. Xin chúc mừng người tuổi Tý là con giáp phát tài trong những ngày đầu năm Tân Sửu, vận trình tài lộc bùng nổ rực rỡ. Bản mệnh tìm được nhiều cơ hội phát triển cho mình. Mặc dù là người làm công, ăn lương hay người làm kinh doanh thì mức thu nhập của bạn đều khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có thể có những thời điểm việc làm ăn chưa thực sự thuận lợi, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà thất vọng. Vì kiếm tiền cần phải có quá trình cố gắng lâu dài chứ không phải là chụp giật. Nếu bình tĩnh chờ đợi thời cơ thì những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng vào thời điểm cuối tuần. Với những người làm công ăn lương, thu nhập từ công việc chính càng ngày càng tốt hơn. Cấp trên có thể sẽ khen thưởng vì những cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua. Bạn có thể trở thành con giáp thăng tiến trong năm 2021. Còn với những người làm kinh doanh thì hãy mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình. Chắc chắn rằng bạn sẽ không phải hối tiếc vì quyết định mà mình đã đưa ra. Ngoài ra, trong thời điểm này, người tuổi Tý cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Tuổi Thân. Người tuổi Thân vốn là con giáp thông minh và nhanh nhạy. Thời điểm đầu năm Tân Sửu, bạn sẽ lại một lần nữa khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên với khả năng biến hóa linh hoạt của mình. Bản mệnh có nhiều tài lẻ và phát huy hết mọi khả năng của mình để đạt được mục tiêu. Nhờ đó mà tiền bạc đổ ào ào về túi. Sự may mắn về tài lộc sẽ giúp cho bạn yên tâm, thoải mái thực hiện mọi kế hoạch theo ý mình mà không phải chịu sự bó buộc. Người làm kinh doanh sẵn sàng thử sức với những cơ hội mới và điều này sẽ giúp bạn mở ra những hướng đi khả quan, đảm bảo cho việc phát triển nhanh chóng không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả quãng thời gian sau này. Tuy nhiên, bạn cần phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đừng để mình ham mê kiếm tiền mà quên cả việc nghỉ ngơi, sinh hoạt đúng giờ. Để có thể gặp nhiều thuận lợi và may mắn, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Thân, Tý, Thìn.
Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Thân đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và kẻ tiểu nhân ganh ghét. Đồng thời, đem lại tài lộc, cát lành, tăng cường vận khí, cho người quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh. Tuổi Dậu, ngay từ khoảng thời gian đầu năm Tân Sửu 2021, tài lộc của người tuổi Dậu đã bắt đầu có dấu hiệu thăng tiến, trước là nguồn thu từ công việc chính. Thực ra, đây là một điều tất yếu sẽ xảy ra, bởi trước đó bạn đã đạt được không ít thành quả đáng ngưỡng mộ, xứng đáng được cấp trên khen thưởng. Thêm vào đó, lúc này thần tài sẽ luôn sát cánh bên người tuổi Dậu, may mắn tăng cao. Người làm kinh doanh, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ vô cùng, đỡ mất công, mất sức đi đường vòng. Cơ hội ở ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay là chạm tới được. Thực ra, để đạt được lợi nhuận lớn như vậy, bạn vẫn sẽ phải đổ mồ hôi. Nhưng chỉ cần cố gắng thì ắt sẽ đạt được thành công, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hãy cố gắng trở thành con giáp phát tài năm 2021. Ngoài ra, để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc, hóa giải vận hạn không may mắn thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Dậu hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân, ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian tới. Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sẽ phát tài nhờ sự may mắn bất ngờ mà thần tài đem đến. Tất nhiên là phần lớn cũng là do bản mệnh chớp được thời cơ, nhanh chóng phát huy được năng lực của mình. Tài lộc bắt đầu phát lên từ những ngày đầu năm Tân Sửu 2021. Với những người làm công ăn lương thì bạn nên sắp xếp được công việc để làm thêm nghề tay trái thì sẽ thu được một khoản kha khá. Còn với những ai làm kinh doanh thì đây quả thực là thời điểm kiếm tiền dễ dàng hơn bình thường. Nếu có thể phát triển thêm thì hãy mạnh tay đầu tư phát triển, đừng chần chừ do dự mà cơ hội trôi qua lúc nào chẳng hay. Tất nhiên trong thời điểm này cũng sẽ có khó khăn cản trở bạn trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Nhưng bản mệnh hãy vững tin vào khả năng của mình, kiên định với kế hoạch trước mắt thì ắt sẽ thành công. Vậy nên, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thì bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản thân. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt được năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh. Đồng thời, vòng sẽ giúp tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Quý vị thân mến, bên cạnh những con giáp may mắn nhận được nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp và tài lộc khi vừa mới bắt đầu một năm mới, mở ra một khởi đầu vô cùng thuận lợi, thì có những con giáp còn may mắn hơn gấp bội phần khi bước sang năm mới, vừa có tình, vừa có tiền, mọi thứ đều viên mãn. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Tuổi Sửu. Tuổi Sửu là con giáp may mắn trong thời điểm Tết Dương lịch bởi mọi việc đều diễn ra ổn định. Bạn không cần phải lo lắng về quá nhiều thứ diễn ra xung quanh và như vậy là quá đủ để bắt đầu một năm mới thuận lợi. Với kinh nghiệm của mình, bản mệnh hoàn toàn có đủ khả năng để kiểm soát tình hình, đồng thời là người cẩn trọng nên thấu tỏ mọi sự việc, tìm cách điều chỉnh kịp thời nếu có việc gì không đi đúng hướng. Tuy nhiên trong công việc, tử vi 2021 thấy rằng có thể giữa tuần một vài điều nhiễu nhương sẽ xảy đến. Nhưng điều đó không thực sự đáng lo bởi bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được bình yên vào những ngày đầu năm mới. Năm mới rất tốt cho các mối quan hệ của con giáp tuổi Sửu trong giao tiếp xã hội và tinh thần của bạn chính là thỏi nam châm thu hút người khác. Bạn khiến người khác phải nhớ đến mình và thật khó để cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh bạn. Bách Việt chủ đào hoa mở ra vô vàn cơ hội cho những ai đang còn độc thân. Bạn sẽ luôn là nhân tố nổi bật giữa đám đông và hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận sự quan tâm của nhiều người. Với những ai đã có người thầm thương, trộm nhớ thì hãy bật đèn xanh cho đối phương bởi có khả năng hai bạn sẽ nên duyên trong thời gian này. Còn với những ai đã có đôi, có cặp, quan hệ của hai người vẫn tiến triển tốt đẹp, thậm chí đối phương ngày càng nhận ra sức hút mãnh liệt của bạn.
Để mọi việc được phát triển một cách hanh hơn, thuận lợi, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và chiêu mời quý nhân, giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi thực hiện được khá nhiều mục tiêu của cuộc sống ở thời điểm Tết Dương lịch. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho những ngày đầu năm mới. Có thể thấy bạn luôn sẵn sàng cho mọi điều bất ngờ và không ngại dấn thân vào những hành trình mới. Đây cũng là điều gây ấn tượng của bạn. Trong công việc, dù đang rất tự tin với năng lực của mình thì bạn cũng không quên việc học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người khác. Cũng nhờ thế mà các mối quan hệ của con giáp tuổi Mùi tuần này khá tốt đẹp, hài hòa, vui vẻ. Đặc biệt dịp cuối năm và đầu năm dương lịch cũng là thời điểm nhiều buổi tiệc tùng, giao lưu diễn ra. Nếu tham gia, bạn ắt sẽ trở thành một nhân tố nổi bật. Chỉ cần tiếp xúc một lần, người khác sẽ muốn làm bạn với bạn ngay, bởi bạn có khả năng tạo ra niềm vui một cách tự nhiên và dễ dàng. Thời điểm này, người độc thân có cơ hội nên duyên với người phù hợp và cuộc sống của bạn như bước sang một trang mới. Với những ai đã có đôi, có cặp, hãy dành thời gian cho người kia của mình nhiều hơn, bởi hai người sẽ có rất nhiều dịp để tạo thêm kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, bản mệnh tránh tiêu xài quá mức hoang phí. Dù đang là dịp Tết dương lịch, sau dịp Tết, bạn vẫn sẽ còn phải chi tiêu cho nhiều việc quan trọng. Vì thế hãy nhớ để lại một khoản tiết kiệm. Tuổi Tuất. Những ngày cuối cùng của năm cũ và đầu tiên của năm mới, người tuổi Tuất rất được mến mộ và thường trở thành đối tượng gây chú ý giữa đám đông. Dù đi đến đâu, bạn cũng mang đến cảm giác bí ẩn đầy quyến rũ cho mọi người xung quanh. Bạn là một người rất thú vị bởi bạn vừa điềm tĩnh, vừa khiêm tốn nhưng cũng đầy lãng mạn. Bản mệnh còn nổi tiếng là người thích sự mới mẻ, bạn biết cách lên kế hoạch và dẫn đầu những cuộc phiêu lưu thú vị. Đây chính là đặc điểm giúp bạn ghi dấu ấn với mọi người xung quanh, ngay cả khi hai bên mới tiếp xúc với nhau lần đầu tiên. Thời điểm này, bạn có thể kết giao thêm với nhiều người bạn, thậm chí gặp được người mình có thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hãy mở rộng lòng mình và thử lắng nghe tiếng gọi của trái tim. Biết đâu, bạn sẽ tìm được một người phù hợp với mình ngay trong thời điểm đầu năm dương lịch. Trong việc làm ăn, buôn bán, có thể bạn sẽ phải vất vả, bôn ba, di chuyển nhiều chứ khó có thể ngồi yên một chỗ. Nhưng bù lại, nhờ sự xông xáo, bạn có thể sẽ có được một nguồn thu rất đáng kể. Ngoài ra, cũng trong thời điểm này, những ai làm công ăn lương cũng sẽ có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt một năm dài. Đây vừa là món quà, vừa là động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng trong suốt khoảng thời gian tiếp theo. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!